bạn ơi, thôi về 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 về, trời chỗ này lạnh quá bạn ơi, trời ơi. Hôm nay mình đi chơi chuyến qua làng bên kia chơi mà giờ về 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 nhanh mình băng phải băng qua khu băng này lạnh quá à, trời ơi. Hello, xin chào mọi bạn đến với channel mình à, mình là chị TV đây. Trước khi vào video bạn nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel mình và nhớ qua đăng ký mọi tất cả người trong đêm tối nha bạn nha. Các bạn đăng ký thêm kênh nữa chính là biệt đội sinh tối, xem mình livestream và tất cả người trong đêm tối livestream nha. Và bạn nào mà muốn nói chuyện hoặc chơi game cùng mình á, nhớ tham gia link Discord mình để dưới phần mô tả nha. Ok, giờ đầu video thôi, giờ mình phải lên về nhà thôi. Trời ơi, đi đi nhanh thôi, về nhà thôi. Ê, gì vậy? Hình như mình nghe tiếng có tiếng chó sói hú hay sao á. Hú mạnh á, hú ở đâu vậy? Ừ, nhanh nhanh nhanh, chỗ này nguy hiểm quá bạn ơi, đi về. Ê, coi vậy, quay 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 quay, tao có vũ khí nha, mày đi, đi coi vậy. Ê, mày đi à, đi à. Ôi, nhưng mình bị nó cạo quá bạn. Trời, hình như nó là con chó sói gì mà nó đi hai chân nhìn ghê vậy, nó đâu rồi, nó đâu rồi trời, nguy hiểm quá trời, đau quá hả bạn ơi, hình như mình bị nó cào cắn trúng người rồi, khó chịu quá. Chắc sao mình cứ thấy chóng mặt ta, mệt quá mệt, chắc mình phải nên nằm nghỉ đây chút xíu á. Ôi sao lạnh quá, hình như mình đã ở đâu đây. Khoan, ủa sao mình tự nhiên mình lại thấp, mình lại lùn dễ chạy, không lẽ mình lại biến thành thứ gì đó. Ê, cái gì vậy? Sao mình lại biến thành con chó sói con gì trời, kỳ vậy, giờ sao đây giờ? Ôi trời, chắc mình phải lên về làng đó bạn ơi. Thôi nhanh 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 nhanh. Thôi, ủa mình nãy mình bị con sói cái cắn mà mình có thêm gì đây? Ôi ủa này là gì? Ủa khoan, ủ ẩm quá bạn ơi, trời ơi. Ủa không lẽ đi con sói này nó có năng lực, nó cắn mình và mình được cái năng lực của nó ta. Ghê, thôi về lại bạn ơi, cuối cùng mình cũng về được tới làng rồi. Nhanh đi về chỗ nhà mình được. Ôi tạm biệt mấy ông nha, tôi không ra cờ rồi, tôi mệt quá, tôi chưa về. Chạy nhanh bạn ơi, chạy nhanh. Cái nữ dặm con chó hả? Chị, ủa chó đâu chị làng vậy ấy? Chạy ra làng coi. Rồi không chạy vô làng gì vậy? Thôi chết rồi. Về, đi đây. Vậy, bà đuổi mình ra làng luôn kìa. Ủa, chó đâu trời? Ủa, không biết bà trời nghe ơi, mày có mẹ không? Không. Mày có mẹ không vậy? Ủa, dạ, trên cây bà nhận ra tôi vậy? Ủa, như bà không nghe mình nói gì hết bạn ơi. Trời ơi, mày đừng có sủa đi coi, ầm đầu quá, tối rồi để người ta ngủ. Mày đói không? Đó, mày vô mày móc rác ra ăn luôn. Dạ, thôi vậy? Đi vô đây, tao lấy đồ ăn cho ăn. Ê, vậy? Ủa, như bà không nghe được mình nói gì luôn á. Mình biết thằng chó giờ mình giờ mình không nên nói được thằng người á trời. Ờ bạn ơi, giờ phải làm sao đây, giờ bả không nghe được tiếng mình rồi. Ê chắc là không quên ngồi vậy, tao lấy đồ ăn cho ăn chùi. Trời có luôn á, nhưng mà giờ phải làm sao ta? Cần mình mày cưng quá à. Nè, ăn bò bít tết đây. Ồ, có bò bít tết luôn trời. Tao bả cho chó ăn bò bít tết ngon vậy, nhà bả sang dữ trời. Ok, lấy ăn luôn. Dính cây. Trời ơi, mày lì, hồi tao tống mày nhà bà đã bê cho mày ở. Bả không nghe được mình các bạn ơi, cay vậy. Ôi, nhưng mà giờ mình phải kiếm cách, mình phải có cái gì để cho mình có thể đi ta dạng giờ xíu sao ta, hay là mình tranh thủ lúc này mình hóa thành chó con nè, mình tranh thủ mình cho bả luôn. Được. được. Ê, nhưng mà tao không biết chăm mày ơi, hay là để tao qua tao nhớ bà nó bay, bà chỉ bà có chăm cô Salem á. Trời nhờ chị này bay sẵn qua khe luôn, sẵn qua khe bả luôn. Đâu. Đây con đi con. Đâu đây? Tự nhiên giờ này quá nhiều bé. Bé. Ôi, ê ơi, qua đây làm gì chạy? Ở đâu ta? Như bà mới làm cái phòng gì mới trên đây thì lên coi coi. Có đường lên gì vậy? Gì? Bà la gì? Trời, bà bé. Cho mình nhảy lên được hết được rồi nè. Từ để mình lên nữa coi. Ú, lên được rồi. Ủa chị Nabi mới vừa làm phòng gì trên đây đây? Bà la. Bé. Bà kebab. Bé. Dậy. Trời ơi, anh chị mới vừa chọn cái thuốc gì vô người mình. Tao đang làm thuốc. Trời ơi, tao đang không biết công thức gì đâu. Tao làm tùm lum tùm la, tao đang thử. Tự nhiên mày kêu tao giật cái mình nè. Trời ơi, mày chọn cái thuốc gì vô người con chó vậy? Vậy là nó đâu? Cái thuốc gì luôn á mày ơi. Gì trong mặt quá bạn ơi, khó chịu quá. Mấy người này nó càng nói mình càng khó chịu ta. Ôi. Trời. Cái con gì mà đen thui lui vậy? Cái gì vậy? Sao mình đẹp quá? Con người đẹp quá giật về làng á. Ôi, có đâu đây bà, tự nhiên bà quăng cái thuốc biến thành người cho nó vậy, tôi nhìn tôi là tôi biết luôn nè. Tự nhiên tao không có nhu cầu quăng luôn nha con quỷ.
biết trời đất. Ai biết là giật mình chứ. Trời ơi, bắt người ai kêu lên đây chứ. Mà nói vậy nè, là cái con này con chó con, tôi thấy tội quá, tôi mang về tôi nuôi nhưng mà tôi không biết cách nuôi. Thấy bên đoàn nuôi có con Salem á, tôi nuôi hoài hỏi. Trời đất ơi, vậy mà mày lên mày la ông sùm ở trong lớp con đang ngồi, tao đang làm thuốc. Bà lên bà làm gì, bà làm cái gì? Vậy? Cái tiếng hình như cái... Ê, ông ngoại ơi. Ê, cái gì vậy? Khi mà qua xóa mình có được kỹ năng. Ui trời ơi, cái gì vậy? Cái gì dưới đây quá trời vậy? Trời ơi, quá trời, quá giật luôn. Trời chị đó. Đây đây để gì cho. Bùm. Ôi, trời cháy nhà. Bùm. Ôi da. Trời ơi bạn ơi. Mấy người này bị cho đúng. Đúng ghê luôn, nhưng mà giờ mình sẽ thả đóng quá giật ra thử ra bạn. Thả. Trời ơi. Một lượt luôn. Ghê thì chứ, trời chị đang bị rồi. Ôi, chị mất tiêu luôn hả? Chị bị chán chết luôn kìa. Trời ơi ghê vậy. Ơi đất ơi, bọ cạp con đó kìa. Ôi đau. Đây để con ra đâu. Bọ cạp con đâu. Ê, gì cạp nó nhiều vậy? Ủa, tự nhiên. Ủa, ê, sao nó bám cho người mà đây? Ê, con quỷ bọ cạp. Ê, bám cho người mà đây bạn ơi. Tự nhiên mình đừng đặt tên nó là sao vậy? Đây con quỷ bọ cạp. Trời ơi. Rồi, ủa, như con bọ cạp đi theo mình đó bạn ơi. Ủa, ngon vậy. Chết rồi đấy. Ê, đừng coi, giờ cái này bò cạp như nó đi theo con á. Ê, cô phá. Ôi yeah. Đừng làm gì vậy? Bò cạp nó nét lắm. Ê, gì, à, bò cạp dễ thương mà đúng không các bạn? Ừ, nó đi theo mình bạn ơi, ngon. Tới được rồi, con. Trời ghê quá. Chạy được rồi, ê, ông ấy, cô thấy sức mạnh của con không? Mạnh không? Giờ con là bá chủ à, mọi thứ luôn á. Trời, đừng có phá nữa trời. Báo cha, báo mẹ chứ báo chủ gì. Giờ nếu như con muốn con phá nữa thì cô ấy cho con gì ta? À hãy à giúp con lớn lên nữa ơi. Mình nhớ chó sói vẫn còn hoàn vẹn đó bạn ơi. Đó không có. Bà nhớ cái công thức thuốc mà hồi nãy bà làm không? Bà làm cái đó thêm bán rồi. Tao quăng tùm lum. Ví dụ bà Vinh Kỳ vô cái phòng thí nghiệm SCP mới được. Khoan mày phải nãy tao quăng tùm lum la à, thuốc cô vô tao nhớ. Con có dùng tiếng hóa hơn không cô? Cho con muốn tiếng hóa mạnh lên nữa. Con nhớ chó sói à, thường nó có nhiều dạy tiếng hóa lắm. À đúng rồi, có cách. Có cách đâu, mà bây giờ mà nó giờ có cái trụ sở SCP á, nó bị hư rồi, nó bị hư hại tổn thất bởi vì có gia nội đắp đỏ kia rồi. Kỳ vậy, có cách nào không? Giờ ơn phước cái thằng đắp đỏ, giờ tao không sử dụng được SCP nhưng mà vô đây. Vô đâu? Ủa đi đâu vậy cơ? À, bây giờ. Ủa bà đi đâu vậy? Đứng đây, vô đây. Đâu? Vô ai? Ủa vậy? Ủa có cái nút nè, y. Mới ra nè, lên. Chị vô rồi. Bà vô, bà bấm vô cái chỗ mấy đồ chơi á, từ từ để xuống. Chỉ bà coi. Nè, vô đây. Ghê. Đây. Nào. Thì ra là đây là phòng thí nghiệm của bà. Ai. À, thấy à. Trời ơi, sao nó lên nó xuống mày vậy con? Đánh quá vậy. Chơi là vui quá bạn ơi. Ok. Đừng chơi nữa hơn bây giờ. Rồi. Trời. Chui vô máy rồi. Rồi. Chuẩn bị tiến hóa lên, mình có cách, mình biết chắc chắn là bà Vinh kia bà có nhiều cái thí nghiệm mới lắm. Mình cứ cho coi con này tự tiến hóa lên vậy, nó coi được không? Theo tôi thấy thì đâu. Ok, dạ. Mình đã bay vào qua và gạt cái cần gạt kia coi. Rồi, gạt con kia rồi. Chuẩn bị. À, tôi nói đếm 1, 2, 3 là tôi tới. Chưa hả? Ok. Rồi. Đây tôi đếm 1, 2, 3 là gà gạt nha. Ok. À, 1, 2, 3. Rồi, gạt kích hoạt kìa. Trời. Ý như nó đang chuẩn bị á bạn ơi. Ý mình. Rồi cái hình như đang truyền cho người mình á. Rồi khó chịu quá. Ý hình như mình chuẩn bị em. Rồi hình như được rồi bạn ơi. Mình hóa thành thứ gì vậy? Không thấy được luôn. Giờ mình phải chui ra bạn ơi. Giờ phải chui. Đập ra. Rồi. Chui ra được. Tốc độ. Ôi vậy. Mày quá thành sói lửa bạn ơi. Ghê vậy. Nhìn thấy sao, Người sói lửa. Mình như mình nói ai ngày vẫn nghe được. Được quá cô ơi. Mình có sức mạnh mới luôn. Được luôn. Xịn không con. Xịn. Lần này sức mạnh của con rất là bá đạo. Quay. Nơ. Ôi. Đã có phụ mà. Ôi. Quay cái phòng cái nghiệm thôi. Bấm. Đi ra.
Ôi trời. Đau quá. Bum 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 bum. Ghê 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 ghê. Cậu này có gọi gì đâu. Ôi trời. Động đất. Ôi ghê 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 ghê. Ôi sập luôn rồi. Sập nguyên cái mái nhà luôn của Vinky luôn rồi bạn ơi. Trời ơi. Ôi. Cái hồn cái nghiệm của tôi. Ôi sập nguyên một cái mái nhà luôn. Động đất sóng thần nè bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bụng nó sạch nguyên cái nhà tôi đây. Bụng giảm. Trời ơi. Trời ơi. Chinh kia rồi. Bụng lửa. Nó. Bọn này là gì đây. Ô tiên thạch. Trời ơi. Không có vậy. Nghe cái gì đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao bị bắn cả đâu. Trời ơi. Đảo quá bạn ơi. Đảo à. Ôi. Thằng quỷ ha. Quá đã luôn, quá đã luôn. Dạ. Đang chơi vui mà. Vô đây. Ây da. Bộng lửa. Nói vậy. Nói vậy, nói vậy, nói vậy. Trời nó bị điên rồi mày ơi. Trời đất ơi. Cảm ơn đã cho tôi sức mạnh nha Vinky, chị Tai Bi. Vậy thôi. Mà nào. Tao biết đây là thằng nó chơi mà quỷ xuống thay ma mày. Làm cái gì. Làm chi hả. Ôi, trời trời trời. Phá nhà nó mày ơi. Phá nhà, phá nhà. Chó, nào mày cũng chết có vậy mày. Rồi nó tự chiếc mấy con chó của nó ra. Nướng mày, thả trở thành thịt nướng đi. Ôi ơi, lắc lắc mày lên. Tôi sẽ không cho hai người phá nhà tôi đâu. Chị làm gì, chị định làm gì. Trở thành thịt nướng này chị ơi. Trở thành thịt nướng đi. Định làm cho gì á. Trời ơi, nhà mình không bị cháy luôn mày ơi. Xem sức mạnh của em đây, chị Tai Bi. Lần này chị phải chết. Bùm. Ôi. Bùm. Bùm này. Chết này. Trời ơi bạn ơi, đảo quá bạn ơi. Còn cái chim này chim gì vậy? Mình nhớ đi. Con. Con. Ê, chết. Con. Nhanh nhanh. Đâu, nó tự làm cháy nhà. Ê, chết mình nhầm rồi. Chết chết đi chị Tai Bi. Lần này trả thù lại cái nhà của mình. Quên mất bạn ơi, mình dùng nhầm chiêu. Không chết đâu. Mà trên kia bắt còn leo lên trên đó nữa. Chết đấy. Trời ơi, mình có nhảy cao nhưng mà nhảy cao không tới bạn ơi. Phải về xuống lên mình mới được. Phải đá hai người này xuống dưới chứ không nè. Ê, tí tí. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới cho em nhanh. Học xong rồi bạn ơi. Ủa. Ai dám phá cho tôi ạ. Vậy. Vậy, sợ quá. Xuống đây nhanh. Ê, mày muốn vậy, mày muốn vậy. Trời, đứng lại nè, đứng lại nè. Chết nè. Kẹt được rồi, chết đi nè. Một tên. Còn chị Tai Bi dám phá em mà. Bùm. Chết luôn đi nè, bực mình quá à bạn ơi. Bà phá nhà mình luôn rồi. Điên thiệt chứ. Rồi, mày lúc rồi. Nào mày cũng qua mày kiếm chuyện rồi à. Đâu. À, được lắm. Rồi. Vừa lòng ta lắm. Rồi, chị Tai Bi dám chạy qua bùng. Vừa cái lòng ta lắm. Sống thần. Chết đi chị Tai Bi. Rồi. Cho chị đi chào ông bà luôn. Thôi được rồi, thôi video mình tới em tới dài rồi. Thì mình xin cảm ơn mọi người video mình like. Nếu như mình nào thích video này nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký cho mình ha. Giờ mình phải qua nhà hai người này phá mới được. Bật mình quá à, bạn ơi.